Hoan chào đón quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và ngay sau đây là bản tin: Con gái Tom Cruise vui đùa với mẹ ở trường quay. Cô bé 10 tuổi tung tăng trên trường quay phim mới của bà mẹ Katie Holmes mới đây. Hôm ngày 17 tháng 6, cánh săn ảnh bắt gặp cô bé Suri trên trường quay bộ phim The Kennedy After Camelot của mẹ Katie Holmes ở Toronto, Canada. Kể từ khi cặp Tom Kate ly dị, Suri được mẹ chăm sóc nuôi dưỡng. Cô bé khá quấn mẹ. Trong khi đó, bố Tom Cruise đã 3 năm không đoái hoài tới cô bé. Cô bé 10 tuổi diện váy hoa hồng, đi giày thể thao, tóc buộc cao vô tư chạy nhảy ở nơi làm việc của mẹ. Cô bé khá sôi nổi, ưa thích vận động. Katy luôn đưa con gái đi cùng bất cứ khi nào có dịp. Trong khi Katy đang quay phim, có lúc Suri ngồi yên vì chơi đùa cùng các cô chú trong đoàn phim hoặc chạy nhảy quanh quẩn bên mẹ. Gần đây, Katy bị đồn chia tay bạn trai là tài tử Jamie Foxx. Sau khi ly hôn Tom, nữ diễn viên 37 tuổi khá kín tiếng về đời tư. Cô cũng hiếm khi chia sẻ hình ảnh của Suri trên mạng xã hội. Suri bón kem cho mẹ, Katy làm biểu cảm trêu đùa con gái. Dù vắng bố, nhưng Suri không tỏ ra buồn bã vì đã có mẹ. Cô nhóc thì thầm vào tai Katy: The Kennedy After Camelot là dự án mới nhất của Katy. Cô vào vai cố phu nhân tổng thống Jacqueline Kennedy on a seat. Xin cảm ơn tất cả các quý vị và các bạn đã đồng hành cùng tin tức Sao Việt trong thời gian qua. Chúng tôi mong rằng các quý vị và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ cho tin tức Sao Việt để chúng tôi có thêm nhiều động lực cho ra mắt thật nhiều sản phẩm hay hơn để phục vụ cho quý vị và các bạn nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.